phải cao 1m68 đủ lên chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Mời bạn nam. Rồi chứ bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bên Đức Màn khi nghe luôn nha. Thì em tên là Bạch Ngọc Phúc. Em năm nay là 31 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang làm việc cho một công ty kiểm toán ở quận 2 ạ. Em cũng rất vui khi được tham gia dự chương trình và mong muốn tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Ngọc Phi, em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại em đang làm dược sĩ ạ. Và em đang sống ở Bình Tân. Em ở Quảng Ngãi luôn hả? Dạ, Quảng Ngãi luôn anh. Hai bạn coi hỏi thăm nhau. Hỏi đi, hỏi có bà con vậy nha. Bạn Ngãi có gần nhau không? Bạn ở Quảng Ngãi là bạn ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? À, anh ở Sơn Tịnh luôn. Tiếp tục có phường xã nào? Anh ở xã nào? Anh ở Tịnh Hà. Ồ, em ở Tịnh Giang. Tịnh Giang với Tịnh Hà thì cũng gần lắm em. Thôi hỏi coi ba má tên gì, có quen không? Bà con nó mệt lắm à. Lúc xưa thì ba má anh ơi cũng hay làm việc ở trên đó. Nhưng bây giờ khi mà lớn tuổi rồi thì ba má anh cũng về lại với Tịnh Hà rồi. Rồi, hai bạn là cùng quê mà coi như gần xã nhau luôn đó. Mà hồi đó giờ gặp nhau, bây giờ gặp nhau là cái duyên dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ nói chút xíu tình trường của mình đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi chị. Kết thúc cái này cũng 3 năm rồi. Mình quen bao lâu rồi mình chia tay? Dạ 3 năm chị. Quen 3 năm. Quen 3 năm thì cũng tìm hiểu kỹ rồi. Tại sao lý do gì chia tay? Bạn kia bắn say nắng nên là cho bắn đi theo nắng luôn. Thì rồi em cũng thiếu quan tâm tới họ đó. Nên họ kêu em thì không biết cách giữ họ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà thường họ giữ mình chứ mắc chi em phải giữ họ. Trai em sẽ giữ bạn gái hay là để bạn gái giữ em? Dạ em sẽ chủ động giữ bạn gái chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình lúc đi học. Đi học bỏ qua đi, mối tình mà sau khi lớn đó. Từ khi mà ra trường tới giờ thì em chưa yêu thêm một ai ạ. Thì đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Em chưa tìm được một người nào mà mình có thể trò chuyện tâm sự được à? Thật ra thì trong 7 năm qua em cũng chủ động tìm kiếm cho mình một cái mối tình. Nhưng mà những cái người mà em tìm hiểu thì hoặc là chưa muốn yêu hoặc là đã có người yêu rồi. Cho nên em vẫn ế tới giờ. Tiêu chuẩn tìm người bạn trai của em là như thế nào? Tiêu chuẩn bạn nam của em là phải cao 1m68 đủ lên chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Nói nhiều một xíu chị, nhưng mà đừng nói dai. Chung là người sống với gia đình chị, biết quan tâm tới người khác một xíu. Đặc biệt là quan tâm tới em xíu là được rồi. Em cũng vậy, em cũng phải quan tâm đến bạn trai của mình nha. Chứ vô tâm nữa là anh say nắng người khác nữa à. Ha. Em có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra như thế nào không? Em thích người giống ba em đó chị. Đẹp trai. Mà lúc nào cũng chỉ làm vì vợ, vì con thôi chị. Một người đàn ông sống cho gia đình. Rồi. Bạn trai. Em thích một bạn gái dễ gần và vui vẻ. Em rất là mong muốn một cái không khí vui tươi trong một gia đình sau mỗi ngày làm việc vất vả về bên cạnh những người thân của mình. Hỏi bạn gái một xíu, những lúc em rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài giờ làm việc trong công ty? Cứ em rảnh giờ nào là em đi kiếm cái khác em làm tiếp. Là em đang chạy rap chị. Chạy hai bánh. Chạy hai bánh, chạy không đa, chạy rap. Trời đất ơi. Chạy ôm á mà. Giỏi vậy. Xem công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ, mạnh mẽ lắm á. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn em mà nói tôi bất ngờ luôn á. Em chạy xem công nghệ mà. Ủa đi làm dược là làm ban ngày đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là ban như em chạy là em phải chạy ban đêm. Dạ không, sáng em làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xong cái 2 giờ chiều đến 4 giờ đó em rảnh em biết làm gì. Em đi chạy, chạy xong tới 4 giờ chiều đến 8 giờ rưỡi đêm là em đi bán thuốc tiếp. Em thấy đây là một người con gái gọi là mấy cái khúc mà ví dụ chứ. Như khách người ta đặt ngay người ta thấy tới thấy con gái có ai phản ứng gì không? Có chị, cũng có một số nam họ ngại nè để nữ chở. Đằng sau lưng em ta ngại hả? Đúng rồi, cái ta kêu thôi em ra đằng sau để anh chở em luôn có không? Có chứ chị. Em có chịu vậy không? Dạ thì cũng tùy theo người mình chịu chị. Em thí dụ giờ em buồn có chuyện gì em đi làm thêm, nhưng giờ nếu có người yêu lấy chồng về thì phải lo cho gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy em có muốn lấy chồng sớm không? Dạ cũng muốn anh. Khoảng bao lâu?
Với em nó không quan trọng thời gian anh, quan trọng là cái đối phương của mình nó như thế nào thôi, và nó đủ chỗ dựa để mình dựa chưa thôi. Ừ, đủ chỗ dựa thôi hả? Để anh hỏi anh này, anh để dựa được không nha? Rồi, được rồi đó. Anh kia anh nghe để coi như thế nào. Wow, cười chấm chím rồi đó. Rất thích cô này. Bây giờ để chị qua chị coi cái anh bên này coi sao. Hỏi cho kỹ nha chị. Hỏi kỹ phải không? Em muốn hỏi cái gì nữa không? Để muốn thấy... hỏi cái gì? Ừ, chị chấm được là em thấy được. À, tin tưởng chị ha. Dạ, chào, chào chị. Lúc rảnh rỗi thì bạn làm gì? Ban ngày thì em đi làm, còn tối thì em theo đuổi cái đam mê của mình, đó là em thích dạy học. Khi này về mình anh rảnh mình đón xe ôm đi chơi nha em. Nhớ dạ. Nha. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Em thì bây giờ tùy thuộc vào bạn nữ, bạn nữ muốn lúc nào thì em cũng có thể tiến tới được. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, mọi thứ thì em đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi cô dâu thôi. Thiếu mỗi cô dâu thôi ha. Dạ. Mình có cần phải làm dâu không em? Dạ không, do em xác định là em làm việc ở trong Sài Gòn cho nên là em mua nhà và ở trong Sài Gòn luôn. Chỉ lúc về già đó chị, thì em sẽ muốn một cuộc sống an nhàn. Già thôi, rồi chưa dùng nghĩ xa quá rồi. Mà sao còn không mấy tự tin hay sao mà nói chuyện không dám nhìn mặt tường mà cúi xuống dưới không vậy? Em hâm mộ chị cái tường lâu lắm á, hôm nào cũng được gặp chị chứ. Hâm mộ thì gặp từ nhà tôi hung liền á. Lát nữa dù mình gặp bạn gái mình phải nhìn thẳng cổ, chứ không lẽ cứ cúi xuống nói vậy hoài. Dạ. Chị em có cái gì, em có điều gì em cần yêu cầu ở nhà gái nữa không? Dạ, để lát nữa em sẽ tâm sự với bạn nữ. Tâm sự bạn nữ ha, rồi được. Rồi hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em được. Đi với các anh chị ở trong công ty ạ. Rồi cho đại diện anh chị nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ chào chị. Dạ em nói với anh Phúc trước. Anh Phúc ơi, em thấy chị hiền, chị nói chị dễ thương. Anh thấy thế nào anh cũng bấm nút thôi à. Chị ơi, anh Phúc á thì ảnh hiền, không uống rượu bia, không hút thuốc. À, anh biết nấu ăn nữa, nhưng mà tới bây giờ thì anh ấy là do anh không biết nói chuyện với con gái chị. Với anh có lại... thích nói chuyện với con trai không? Thích con trai hơn gái không? Dạ không, thích con gái hơn. Mà sao ảnh em là bạn của ảnh hả? Dạ dạ đồng nghiệp chị. Đồng nghiệp mà dạ. Trong cơ quan có nhiều cô cũng xinh giống như em vậy không? Dạ. Trời ơi, toàn đồng nghiệp ngồi chung không đó hả? Dạ. Xin không mà sao có ảnh không tán tỉnh mấy em mà anh phải đinh đến với chương trình. Tại bọn em thấy vậy nhưng mà anh không nhìn chị. Sao vậy? Dạ em không biết nữa. Anh chưa. Anh nhát lắm hả? Dạ không, bọn em thì quen rồi thì anh nói chuyện bình thường à chị. Mà em thấy rồi cặp đôi này rồi, nếu mà hai người đều hiền đều nhát vậy rồi làm sao có hợp không? Dạ chắc cũng được. Được hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với cô, với hai đứa em, với một người đồng nghiệp ạ. À. Rồi cho gặp cô đi. Đây là cô ruột của bé Phi. Dạ. Rồi. Cô thấy thì... cháu giờ rể tương lai này được không? Thấy cháu rể tương lai rất là được, hiền lành, tính cũng vui. Nói gì với cô đi. Dạ thì hôm nay gặp cô và em thì đó cũng là một cái duyên đối với cháu. Thì cháu mong rằng là sau này cháu sẽ có cơ hội để lên thăm cô thường xuyên và được gặp gỡ với em thường xuyên để cháu có thể gần gũi với gia đình mình nhiều hơn ạ. Cháu xin cảm ơn cô. Cũng chúc em hạnh phúc. Em muốn nghe ý kiến của em trai xíu được không ạ? Muốn nghe ý kiến em trai, em ruột hả em? Dạ em họ ạ. Em họ, nghe ý kiến em trai. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý khán giả trong trường quay ạ. Chị em thì nhìn nhỏ con dễ thương, tính tình cũng mạnh mẽ và biết tự lập. Có một điểm thấy cái gì chị cũng biết làm nên nhiều khi là phải cần một cái chỗ dựa vững chắc. Còn anh bên này thì anh em thấy là anh rất là được, nói chuyện thật thà, tính tình hiền lành. Nhưng mà em thấy có một cái hạn chế một xíu là chị em cũng không có được cao, mà anh thì em nhìn cũng chiều cao cũng không được hạn chế lắm nên em có phần lo lắng một xíu về cái con cháu sau này ạ. Còn về phần tính tình và cái công việc của anh hay là cái cách cư xử của anh thì em thấy rất là hài lòng. Nói chung là em thấy anh này rất là được. Cái đó là cảm nhận của em thôi, phần lại là chị sẽ quyết định ạ. Em xin hết rồi. Cảm ơn em. Yên tâm đi, có những cặp vợ chồng không được cao nhưng con rất là cao. Anh nghĩ hai chồng mà nếu mà có con về mà chăm sóc tốt thì chiều cao vẫn tốt, không lo. Được chưa? Rồi, dạ. Quan trọng là bây giờ rồi. Hai bạn nhìn nhau và cảm nhận về nhau như thế nào? Kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. Mình có bó hoa tặng bạn. Cảm ơn bạn. Chúng ta cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, cảm nhận như thế nào?
Thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thể cảm nhận được ở em một cái sự gần gũi và thân thiện. Em cũng là một cô gái dễ thương, lại là người cùng quê với anh nữa, cho nên đó là một cái điều mà anh rất là thích. Nhà anh được mấy anh em? Nhà anh thì có hai anh em thôi. Em trai của anh là đã lấy vợ và có con hơn 2 tuổi rồi, cho nên là anh bây giờ là bị gia đình hối lắm rồi. Em có hay xuống Tịnh Hà chơi không? Tịnh Hà với Tịnh Giang thì quá gần luôn á mà. Dạ, em đi ngang thôi chứ em ít xuống anh. Gái cảm nhận gì về người đối diện? Anh đứng lên xoay vòng cho em xem thấy được không? Đúng rồi đó, đứng đi. Thiệt thà. Hồi xưa giờ thấy là đi coi mắt vợ, kêu vợ quay vòng vòng thôi chứ chưa bao giờ thấy đi coi mắt chồng mà bắt chồng quay vòng vòng vậy đó. Không dễ thương mà. Giờ hát bài tặng cho cổ cái đi. Đứng lên hát luôn cho nó mạnh mẽ lên. Đó, cho cổ thấy vừa ngắm nhìn mình luôn. Ngày hôm qua anh đã mơ thấy em đó trong giấc mơ. Em thật là dễ thương ghê. Tại sao ta không làm quen với nhau để cho giấc mơ không còn là giấc mơ. Đừng đi đâu ấy, đừng đi xa, cho người ta cũng đừng xa ấy, cho yêu thương sẽ mang đến đây, xin cho anh đến bên đời em ấy ơi ấy a a a a. Sao anh thương ấy quá đi à, ấy ơi ấy siêu lòng đi nha, nha 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 ấy ấy nha nha. Dễ thương nhỉ, ấy ơi à, ấy 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 à. Sao mà được không em? Cảm nhận dạ. Về anh như thế nào em? Em thấy anh cũng được, cũng hiền. Gặp nhau đây thì anh mong muốn là em hãy cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn. Biết đâu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ trong cuộc nói chuyện tôi thấy cô gái ngồi chỉ nhìn chàng trai cười. Và trong đầu cô gái suy nghĩ điều gì chỉ cô gái biết thôi. Cô ấy sẽ trả lời bằng cái nút bấm. Rồi, để tay vào nút bấm đi. Một anh chàng rất dễ thương, một cô gái cũng bản lĩnh. Liệu hai người có hợp nhau không? Quyền quyết định là các bạn. Bấm hay không bấm, chúng tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Chúc mừng chàng trai, chúc mừng cô gái. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Thắng Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng cho các bạn là một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn đồng ý kết hôn thì Bana TV sẽ xuất hiện trong gia đình của các bạn. Khi nào đám cưới tôi đem TV Bana tới nhà luôn. Rồi, xem phim đi, tìm hiểu đi. Từ chăm sóc bản thân và từ nấu ăn rồi từ giặt đồ, từ làm tất cả mọi việc mà một người con gái có thể làm. Giỏi quá. Tốt. Nhưng mà đừng làm con gái nha. Dạ tất nhiên là không đôi gì. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên cạnh ạ. Và chào các khán giả xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em là Trịnh Thị Ái Thu. Năm nay em 30 tuổi ạ. Em đến từ tỉnh Bình Thuận. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm nhân viên đảm bảo chất lượng của một công ty sản xuất về thiết bị y tế. Rồi, bạn trai giới thiệu đi. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên ở.
Em tên là Lê Văn Thuyết, năm nay em 31 tuổi, tên dễ khai sinh và cộng thêm một nữa là tuổi thật của em. Hiện tại thì em đang làm giám sát kỹ thuật của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí ở quận 7. Ưu điểm khuyết điểm của Thuyết là gì? Ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét là hiền lành. Thì em cũng sống tự lập khá là lâu rồi. Em có thể biết từ chăm sóc bản thân và từ nấu ăn rồi từ giặt đồ, từ làm tất cả mọi việc mà một người con gái có thể làm. Giỏi quá. Tốt. Nhưng mà đừng làm con gái nha. Dạ, tất nhiên là không đôi gì. Đùa thôi. Rồi mời bạn được giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của em. Dạ, về ưu điểm thì em khi mà ra ngoài xã hội á, thì em là một người khá năng động và hòa đồng. Còn khi mà trở về nhà thì em sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, biết quan tâm, biết chia sẻ. Còn về khuyết điểm của em á, thì em là một người khá nóng tính và hơi khó tính. Khá nóng tính mà hơi khó tính nữa. Dạ. Căng à? Cũng căng à ha. Tình trường thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì chỉ có trải qua một mối tình chính thức ạ. Cách đây bao lâu rồi em? Dạ, cách đây 6 năm, hơn à, 6 năm. Hơn 6 năm? Dạ. Mối tình đã quen nhau bao lâu? Dạ, chỉ khoảng gần 1 năm thôi ạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, tại em là trong một gia đình khá đông con, cho nên em suy nghĩ về gia đình nhiều hơn. Khi mà quen bạn đó thì bạn cũng khá lớn tuổi á, thì em lại nghĩ là mình cần phải có thời gian để cho gia đình nhiều hơn, quan tâm tới ba mẹ với lại phụ giúp ba mẹ nuôi các em ăn học. Cho nên em quyết định là chia tay bạn đó. Lúc đó anh đã đòi tiến tới hay sao? Dạ, đúng rồi ạ. À, người ta lớn tuổi tôi muốn cưới nhưng em thì muốn phụ ba mẹ cái đã, đúng không? Dạ. Dạ, 6 năm nay em đã phụ ba mẹ xong chưa? Dạ, hiện tại thì các em của ổn em á, chưa? Là đã ổn định hết rồi và cũng đã có gia đình rồi. Bây cho giờ nên là... em là bắt đầu suy nghĩ tới bản thân của em. Bạn trai thì trải qua mấy mối tình rồi? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất thì bọn em cũng chia tay được 2 năm rồi. Nó là một mối tình gần nhà. Nhưng mà giờ dứt chưa, gần nhà rồi, có qua dây dưa gì nữa không? Có lấy chồng rồi chị ơi. Dạ. Vậy ha. Rồi hôm nay em đến đây em tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em cũng tìm một nửa yêu thương của em, nó cũng giống như bạn nữ vừa mới chia sẻ đó. Là một người biết quan tâm chia sẻ, một người con gái của gia đình. Bạn đó thì cũng có một đặc điểm giống như em, đó là sống là lo cho gia đình. Em thì nhà có 3 em trai thì em cũng phụ giúp bố mẹ lo cho 2 em. Đến lúc 2 em ổn định một cái thì 2 em lập gia đình luôn. Rồi bỏ em bơ vơ, bây giờ em phải nhờ chương trình này. Tình cảm hai người đó. Giống nhau quá ha. Hai loại giống nhau đó. Bây giờ lo cho bản thân mình đi ha, thôi là muộn ha. Dạ. Bạn gái, bạn muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình á, thì người đó là dễ nhìn một chút, không quá mập cũng không quá ốm, rồi cao khoảng trên 1m68 ạ. Ồ, bạn trai cao nhiêu em? Dạ, em chắc để lát nữa cho bạn gái nhìn rồi đoạn xem nữa chị ơi. Rồi một lát cho đứng lên xoay vòng luôn giống như vậy. Tiếp. Dạ, và người đó là phải hòa đồng, rồi cũng phải là hiếu thảo ạ. Phụ giúp ba mẹ lo cho mấy em là biết hiếu thảo rồi. Còn lại á là bạn ấy phải không hút thuốc. Hút thuốc thì anh không hút. Dạ. Nhậu có được không em? Dạ, nếu mà anh nhậu thì anh phải rủ em. À, cái này là anh thích đó nha. Tại em đi là em sẽ diệt mồi chứ không có uống. Đó, anh cũng cần một người dùng xì tiểu diệt mồi giùm anh, bởi vì anh nhậu anh ít ăn mồi lắm. Dạ. Nãy giờ em hình dung anh bên kia là người như thế nào rồi, chị qua chị coi thì có đúng không? Có thần giao cách cảm gì không? Em đoán ảnh là người ra sao? Ảnh mà không nói chiều cao thì em đoán là ảnh cũng không cao đâu. Tại thường cao người ta tự tin phải không chị? Còn này là không nói là không tự tin. Em cao mét mấy? Dạ em 62 ạ. 62. Dạ. Để chị qua coi thử. Vậy là bên này đoán không cao. Dạ. Mập ốm? Dạ chắc là vừa nhìn. Vừa nhìn. Thôi đẹp trai luôn á. Phải không? Trời ơi. Bao đàn trai bao luôn. Anh ta đi ạ. Đoán cũng hay quá ha. Trời ơi. Đâu có lùng đâu. Cũng đâu có cao đâu. Anh nói là em không luôn, chị nói em không có cao, nhưng mà em thấy chiều cao của em như vậy là lý tưởng rồi. Quá lý tưởng rồi. Ồ, tự tin. Kế hoạch bao lâu đám cưới, bao lâu có con? Nếu như mà bạn gái chịu thời gian nào thì em sẽ tiến tới thời gian đó. Nhưng còn mà... nếu như mà cái thời gian mà em thích á, thì cỡ khoảng 1 năm nữa. 1 năm nữa. Nhưng mà mình dự định là lấy nhau rồi lập nghiệp ở đâu, rồi vợ chồng mình sẽ sinh sống ở đâu? Dạ em thì em xác định em lập nghiệp ở trong này. Còn sinh sống thì mình có thể
mua đất ở ngoại thành hoặc là ở Đồng Nai, Bình Dương, nó cũng gần gần chỗ làm của em. À, vậy là cũng có cái hoạch định tương lai có rõ ràng. Chuẩn bị mua đất là được rồi đó. Ừ, thì cũng được. Đến qua anh xem thử coi dạ. Sao nha. Rồi. Ô, anh chào em gái. Trời ơi, nhẹ nhàng dễ thương nhưng mà khó tính. Nóng tính rồi hả? Dạ, ai nhìn em cũng nói em sao nhìn vậy mà kêu nóng tính. Nhưng mà thực tế là tiếp xúc với em mới biết em nóng tính. Nóng nhất là cỡ nào? Em làm gì? Dạ em... Đánh. Thôi. Hả? Thôi. Hả? Có đánh ai chưa? Dạ hồi em đi học thì bạn trai mà gây sự là em đánh bạn trai luôn á. Chắc là căng rồi nha. Em có phải là người con gái ghen tuông không? Dạ em không có ghen đâu ạ. Ghen là em đánh đúng không? Người đó không dám để em ghen đâu. Anh đây á, anh cũng hơi được trai á, điển trai á. Dạ. Nhưng mà người ta nói dân khu vực người miền Trung đổ ra thì hay gia trưởng lắm. Nếu mà gia trưởng mà gặp nóng tính khó tính nữa đó. Quên. Người đó là phải không có gia trưởng. Tại vì nếu nói gì quên gì không nói thôi rồi. Giờ nói nữa hết hiệu quả rồi. Bạn trai mình có gia trưởng không? Dạ em không biết gia trưởng là gì anh ạ. Không biết gia trưởng là gì Thuyết hả? Dạ. Để hỏi em gặp coi như thế nào nha. Dạ. Rồi anh thấy hai bạn cũng hợp đấy. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa. Hôm nay rồi, bạn gái đi với ai nè? Gặp. Dạ hôm nay em đi có mẹ, chị gái và em gái của em ạ. Ồ vậy hả, cho gặp mẹ em đi. Dạ chào cô. Xin chào anh Linh và chị Cả Tường. Theo như mẹ quan sát bạn trai của con thì mẹ cũng thấy là được. Nhưng mà đến tiền đến hôn nhân của hai con thì từ hai con quyết định thôi. Bạn Nam chào cô và chào bác gái đi mình. Rồi. Cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Thì cháu hy vọng là lên đây cháu và em có duyên rồi thì nếu như mà em cho cháu cơ hội thì cháu hứa với cô là cháu sẽ không làm cho em phải buồn mà phải lo lắng nhiều về cháu đó. Rồi cô cũng mong muốn như vậy. Rồi cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Em gọi đi với bạc với anh chị và các anh đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Thì Thuyết là một người rất là nhút nhát nhưng mà lại đặc biệt là nhiệt tình trong tất cả những cái hoạt động. Cũng là một cái người mà rất là thích thể thao. Nãy như bạn gái nói là bạn gái nóng tính thì yên tâm là mỗi lần em nóng tính thì Thuyết chạy nhanh lắm. Thì đối với bạn gái thì thật ra là thấy bạn gái rất là dễ thương, cũng mạnh mẽ và anh thấy là hai bạn gặp nhau được ở đây thì có thể là có một cái duyên nào đó. Hai em suy nghĩ kỹ và thử trao cho nhau một cái cơ hội để cả hai bên đều hướng tới được một cái tương lai tốt hơn. Rồi cảm ơn anh. Rồi, quan trọng vẫn là hai bạn ha. Mình gặp nhau mình còn nhiều gì mình thắc mắc nữa, giờ mình trao đổi trực tiếp rồi. Với nhau luôn. Kéo mà quyết định. Em cảm nhận về anh như thế nào khi lần đầu gặp? Không, anh phải nói chiều cao của anh rồi em mới cảm nhận được. Vậy đứng lên đi. Đứng lên cho người ta coi. Anh cao bao nhiêu ạ? Gần 1m68. À, dạ. Vậy nếu mà như khi em mang giày hơi cao, em cao hơn anh có thấy ngại không ạ? Không, anh thích những người cao bởi vì anh thích sau này con nó sẽ không phải tủi thân giống như bố nó. Bình thường mà sau công thời gian làm việc thì em thường làm gì? Dạ bình thường hiện tại thì em sau khi mà làm về xong thì em chỉ có bước vào phòng đóng cửa lại và nấu cơm. Em ăn xong thì ôm điện thoại xem phim. Ủa sao giống anh vậy? Bởi vậy anh với em mới lên chương trình này nè. À chắc vậy. Anh có cảm nhận gì về em không ạ? À? Ừ, anh thấy em là cũng một giống như anh hồi nãy, anh nghĩ là cũng là một người khá là chín chắn và cũng là nhìn cũng truyền thống, cũng pha chút hiện đại. Dạ. Thì, anh thích những mẫu người như vậy. Anh đặc biệt là anh rất thích những người mà phụ nữ của gia đình, bởi vì anh sống cũng nội tâm, sống là thích sống hướng với gia đình nhiều. Dạ. Bình thường mà lúc anh vui nhất á, hoặc là những lúc anh buồn nhất, anh sẽ làm gì? Lúc mà anh buồn á, thì thường là anh hát nghe vài ba câu, còn sau đó là anh đi ngủ. Còn mà vui thì khỏi nói rồi, vui thì anh có thể là hát cả ngày à. Giờ vui hay buồn? Giờ chưa đang vui anh. Hát đi. Hát cùng nhau vài câu. Anh hát bài, nếu mà em thua em sẽ hát theo. Đúng rồi. Hát đâu nỗi nhớ đi.
Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn. Vậy là thấy hợp rồi, nó về một nhà được rồi. Đấy, chúng ta còn 30 giây nữa, mỗi người chúng ta sẽ nói một câu nào đó bằng đáy lòng của mình ha, suy nghĩ gì về người đối diện và mong muốn điều gì. Em bình thường lúc em buồn nhất hoặc vui nhất là em sẽ gọi điện về cho gia đình, hoặc là em sẽ về trực tiếp gia đình luôn, không phải về để than thở mà là em về để xem ba mẹ em hiện tại, ba mẹ cũng đang cực khổ và đã cực khổ để lo cho em, thì em sẽ lấy động lực để trở về lại với cuộc sống của mình. Và nếu mà kể từ bây giờ, những lúc em mệt hoặc những lúc em buồn, em vui, có một người mà có thể chia sẻ với em thì em sẽ cảm thấy là mình sẽ đỡ phải tủi thân hơn. Hy vọng là sau này nếu mà có duyên, anh có thể làm một bờ vai cho em. Nếu như mà cái ước mơ đó của em thì anh nghĩ là anh sẽ làm được. Và nghe em chia sẻ như vậy thì anh cũng rất muốn sẽ là một bờ vai, là một người có thể chia sẻ với em những lúc mà vui, những lúc buồn, và sẵn sàng là chở em về nhà nếu như mà em cần. Dạ. Trong khi mà em buồn hoặc là em vui, nếu em muốn. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và thể hiện tình cảm của mình. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một cái bờ vai vững chãi mà ta đang tìm kiếm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ chiều cao chiều thấp thì không quan trọng nữa, quan trọng là nắm tay và hôn nhau. Hết. Nào, không quan trọng nữa, bây giờ chiều cao không quan trọng nữa. Nào, khỏi nhón, nhón đâu có nhón hoài nổi đâu. Đã yêu nhau thì chiều cao quan trọng, hãy hôn nhau. Nào, mạnh mẽ lên chàng trai. Cô ơi, cho đậu xin thèm luôn. Hả? Má khoái cười quá trời luôn kìa. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là quà tặng dành cho bạn là một chiếc mắt TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV Bana sẽ nằm trong ngôi nhà của bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng hai bạn nhé. Cố gắng tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Thật chặt tay nhau nhé. Hứa với bao nhiêu lần rồi đều không về. Sao em không chủ động đi tìm gặp mà em làm gì mất tới 5 năm dữ vậy? Em đi tìm thì ảnh lại đi công tác chỗ khác, nghĩa là không có thể gặp nhau được. Chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh đó không yêu em. Nha. Và từ nay về sau bỏ qua một bên, đừng nghĩ tới nữa. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Rồi, mời em gái vô trong. Rồi, bên trái, ghế trước mặt luôn, ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, đẹp trai đẹp gái. Bây giờ thì hai bạn hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ, để cho người bạn ngồi đối diện có thể nghe được thông tin của mình qua cái cánh cửa trái tim nha. Em trai, giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em là Ngô Duy Bình, sinh năm 1990. Hiện tại đang ở Đắk Lắk. Đang ở trên Đắk Lắk luôn. Dạ vâng ạ. Là từ Đắk Lắk xuống đây luôn. Dạ vâng ạ. Xuống hồi nào? Dạ em xuống hồi lúc 8 giờ sáng chị. Rồi chừng nào về lại trên Đắk Lắk? Dạ còn phải tùy chị, nếu như em mà tìm được một nửa của mình thì em sẽ ở lại đây chơi 1-2 ngày. Ok. Ở đây có gia đình, bạn bè, người thân gì ở đây không? Dạ bạn bè của em thì có, nhưng người thân thì ít. Rồi em ở đây là em ở đâu? Em chỉ ở khách sạn thôi chị. Ồ, rồi thông tin rõ ràng. Xuống đây từ 8 giờ sáng cũng cực khổ ha. Có cởi voi gì xuống không? Voi thì hiện tại nó đang được bảo tồn nên không được mang đi chị ạ.
Nhưng mà ở trên Đắk Lắk là đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm bên công ty của Giao Hàng Nhanh, và trong thời gian rảnh rỗi em vẫn làm thêm việc nhà như là nội thất, trần thạch cao, rồi phụ việc nhà với gia đình ấy thôi. Nhà có làm cái nghề về nội trang trí nội thất hả em? Yeah. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, em cũng sinh năm 90, em đến từ Gia Lai. Gia Lai, hỏi thử coi hai bạn ở có gần nhau không, cách nhau bao xa nè. Ủa nhưng mà hiện giờ đang sống Gia Lai luôn hay là? Em đang ở sống Gia Lai. À, rồi xuống đây ghi hình hồi nào? Em vừa mới xuống sáng nay. Rồi chừng nào về? Chắc cũng 1-2 ngày nữa. À, tôi thấy sao trùng hợp dữ vậy ta. Hỏi thăm đi em, hỏi đâu ở chỗ nào, làm gì? À, em ở Gia Lai, em ở đoạn nào em? Dạ em ở thành phố luôn anh. Ở thành phố à? Cũng xa nhỉ? Cách Đắk Lắk chắc 180 cây. 180 cây là đối với em vậy là xa hay gần? Nói chung yêu nhau mấy núi cũng leo chị, mấy sông cũng lội cũng đều cũng qua. Nếu như mà đã có cảm tình với nhau rồi thì mình cũng sắp xếp qua được thôi chị. Thí dụ giờ bữa nay mà hên mà bấm nút nè, rồi bạn trai bạn gái nè, rồi xong rồi bây giờ mình sẽ đi chơi ở đây mấy bữa nè, rồi em đưa bạn gái về Gia Lai xong rồi em mới về Đắk Lắk được không? Dạ được chị. Quá đơn giản hả? Dạ, đối với em đơn giản mà, thời gian em rảnh nữa. Đang rảnh phải không? Em đang làm công việc gì trên Gia Lai? Em đang là diễn viên múa. Wow, diễn viên múa. Hèn chi nhìn ha, chuẩn. Chắc dáng đẹp đó chị hả? Đương nhiên. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, bạn bè hay khen em là nấu ngon. Ừ. Trong công việc em rất là nguyên tắc, đúng giờ giấc, em không thích trễ nải. Ừ. Còn điểm yếu của em là hơi bướng, hơi khó tính. Ừ. Cũng hơi cọc nữa. Hiện tại mình công việc ổn định không em? Em thường là múa ở đâu, múa cho? Dạ em đang hiện tại đang làm ở nhà hát ca múa nhạc Đêm Xa Gia Lai. À, vậy là cũng phục vụ thường xuyên. Dạ. Em theo cái ngành múa được bao lâu rồi? Dạ em vô đoàn được 7 năm. 7 năm rồi, vậy là cũng được gọi là chín mùi trong sự nghiệp ha. Mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì nữa? Hát cũng được, cũng tạm. Bây giờ khoan đi, múa thì mình chưa coi được, nhưng mà hát mình phải nghe được chứ đúng không em? Dạ vâng. Thường thường chị nghe đồn ở trên núi hát hay lắm, tiếng hát vang vọng núi đồi luôn mà. Dạ, Đắk Lắk thì nhiều bài hát hay lắm chị. Bên gái bên kia thì biết múa, biết hát rồi hay không? Em đó, bây giờ mời em gái hát trước, mình diễn viên mà, mình hát trước đi rồi bên đây ẩm sẽ đáp lại tiếng gọi núi đồi. Này người em yêu, chung tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với anh rằng mình sẽ yêu nhau hoài, trọn đời có xa và có chăng có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cố tình. Sao hay không? Đó là mới có, chưa phải chuyên môn hát, có nghĩa là chỉ là mới thêm thôi. Dạ. Chuyên môn chính là múa, cái này mà múa nữa là dữ dằn lắm. Rồi thôi hát lại đi. Em cũng xin hát lại tặng bạn bên kia một đoạn vậy. Ừ. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ. Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Sao em? Mình chuyên nghiệp, mình gì mình nhận xét bạn bên đây không chuyên, thấy ổn không? Ổn rồi. Ổn ha. Nói chung là có biết hát là vui rồi. Tình trường như thế nào? Thì em cũng trải qua được nhiều mối tình rồi chị. Nhiều mối tình thành hoàn toàn là mối tình chất ngán ấy chị. Yêu kiểu yêu trẻ con ấy chị. Yêu xong thời gian không hợp họ lại bỏ chia tay á. Có mối tình nào sâu đậm chưa? Mối tình sâu đậm thì cũng có được 2 mối tình. Rồi. Một mối tình hồi em đi lính. Có đi lính nữa hả? Dạ. Đi mấy năm? Giờ em đi 5.5 đấy chị. Trong quá trình đi lính mà chị, xa mặt cách lòng thì chuyện gì đến nó đến thôi. Rồi. Mối tình sau này? Mối tình sau thì em cũng quen một cô cũng ở giáp ở bên Gia Lai đó chị. Nhưng mà cuối cùng là họ còn nhỏ tuổi rồi, bố mẹ họ muốn hướng sang bên đi du học đó chị. Đi du học sang bên xuất khẩu lao động, du học đi sang bên bên gì nhỉ? Nhật Bản đó. Ừ. Em bảo đấy, nếu như ở nhà thì mình đến với nhau, mình cưới, đến với nhau. Nhưng mà họ thích, ước mơ của họ là muốn sang bên Nhật để đi trải nghiệm. Khi họ quyết định đi là em cũng quyết định chia tay. Mà em mà đi thì anh chia tay, anh không chờ đợi. Không chờ đợi nữa. Bởi vì khi họ đi Nhật là phải đi mất 3 năm. Nên là em chờ không được chị. Bởi vì em cũng thuộc dạng 90 mà. Em sinh năm 90 thì cũng nhiều tuổi, 30 tuổi đầu rồi. Thì bây giờ em cũng muốn lập gia đình sớm. Sớm là bao lâu? Thí dụ bây giờ ổn, tìm được người mà tâm đầu ý hợp thì bao lâu nữa kết hôn? Dạ, nếu tìm được tâm đầu ý hợp thì có thể cưới luôn chị.
Cưới luôn. Dạ. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Dạ, sẵn sàng rồi chị. Lấy nhau về ở đâu? Trước tiên là phải ở nhà để làm dâu một thời gian đã, xong rồi mình sẽ ở riêng. Ở riêng là ở đâu? Có chỗ, có nhà không ở? Dạ, nói chung nhà em đất thì cũng đủ để chia cho anh chị em rồi, cho nên cũng không phải lo vấn đề đấy chị. À, thế còn em sao nào? Dạ, em cũng có hai mối tình. Một mối tình đầu thì cách đây cũng 7-8 năm, là em quen 2 năm rồi, nhưng mà cũng lúc đó chắc còn nhỏ, với lại tính của hai người cũng cái tôi cao quá nên xích mích là không giải quyết được, thế là chia tay. Ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Em, rồi anh đó cũng đồng ý luôn? Dạ, sau đó có níu kéo nhưng mà em thôi luôn. À, còn mối tình sau này? Sau này thì em cũng có quen một người qua mạng, em quen là 5 năm. 5 năm? Wow, 5 năm là một mối tình rất là dài. Chưa từng gặp nhau một lần nào. Gì? 5 năm chưa gặp nhau nào, hay á. Ủa sao quen 5 năm mà chưa gặp nhau một lần nào? Anh đó ở đâu? Dạ anh đó ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà tại sao 5 năm chưa gặp một lần nào? Đâu có quá khó khăn để gặp nhau đâu em. Nói, công việc ảnh bận quá, ảnh cứ nói tên là bận. Ảnh hứa với bao nhiêu lần rồi nhưng mà đều không về. Sao em không chủ động đi tìm gặp mà em làm gì mất tới 5 năm dữ vậy? Em đi tìm thì ảnh lại đi công tác chỗ khác, nghĩa là không có thể gặp nhau được. Như vậy thì 5 năm đó cái mối liên hệ qua lại với mục đích gì? Chuyện là chia sẻ đó, nói chung là nhắn tin qua lại rồi gọi điện thôi. Mà ảnh lúc nào cũng hứa với em là Tết sẽ về gặp em. Mà như vậy mà em chờ tới 5 năm, một mối quan hệ đến 5 năm cứ như vậy. Chị không thể nào tin được là có một cái mối tình như vậy. Chỉ online thôi nhưng mà đối với em nó cũng rất là sâu đậm đúng không? Vì bây giờ nhắc đến em vẫn còn chưa bình tĩnh được. Chia tay mối tình này lâu chưa? Dạ cũng 1 năm. Có thấy hình nhau không? Có. Có nói chuyện phải đáp nhau? Có, vẫn nói chuyện bình thường. À, vẫn nhìn thấy mặt nhau tất cả mọi thứ. Nhưng không gặp. Rồi em có suy nghĩ là tại sao anh không gặp không? Nói chung em cũng nghĩ là tắt ảnh bận quá, với lại là một người cao toàn trong công việc đó chị. Lúc nãy ông đặt công việc lên trên đầu đó, còn tình cảm là phía sau thôi, không quan trọng. Mà trong 5 năm cái mức độ anh quan tâm đến em và nói chuyện với nhau có nhiều không? Dạ cũng nói chuyện hàng ngày, nghĩa là dù bận nhưng mà cũng ráng nói chuyện mấy câu, xong là hoặc là đi công việc vậy. Nói chung là đi công tác thường xuyên luôn. Đi công tác thì có liên lạc với em không? Dạ ví dụ như đi công tác ở trong nước thì liên lạc, còn đi công tác ở nước ngoài thì không. Là khi nào anh về thì anh sẽ nghe gọi. À, em có nghĩ là anh có gia đình rồi không? Dạ không. Sao em biết chắc như vậy? Nói chung là em tin tưởng. Em có bao giờ hỏi không? Hay là anh có nói là anh độc thân không? Anh cũng là từng trải qua em một đời vợ rồi. Ừ. Anh cũng có kể với em vậy thôi. Còn hiện tại thì anh nói là vẫn là độc thân. Nói chung là anh đi công việc, anh đi đâu thì anh cũng nói với em hết. Nhưng mà chỉ có điều là không thể gặp được. Là một người đàn ông, em nghe câu chuyện đó thì một cách khách quan thì em thấy câu chuyện đó như thế nào? Dạ, thấy bạn nữ có vẻ thiệt thòi khi chờ đợi một người không có suy nghĩ tới mình. Nếu như bạn trai kia mà đã suy nghĩ tới bạn gái thì chắc chắn sẽ về. Còn cứ hứa lèo như thế trong vòng 5 năm trời mà không gặp nhau thì em nghĩ bạn trai đó một là có gia đình, hai nữa là bạn đó chỉ gọi là quen để cho vui thôi. Em chỉ suy nghĩ như thế. Mà chị cũng thấy giống như em nói, giờ nói thì tại vì em gái đây cũng đang còn rất là buồn. Bạn ấy khi nhắc tới cái chuyện này, chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh đó không yêu em. Nha. Và từ nay về sau, bỏ qua một bên, đừng nghĩ tới nữa. Người đó không xứng đáng để khi nhắc đến em phải khóc. Em khóc đây, giọt nước mắt của em là dành cho tuổi thanh xuân của mình, chứ không khóc vì cái người đàn ông đó, vì họ không xứng đáng. Cái này là chia sẻ thật sự và đồng cảm. Bây giờ nó qua rồi, đừng giận chị nha. Rồi, ok. Em muốn tìm một người vợ trong tương lai như thế nào? Em muốn tìm một người vợ trong tương lai là ngoại hình thì cân đối, cũng bình thường cũng được ý. Bởi vì bây giờ em thì không có quan trọng, ngày xưa thì nó còn tiêu chuẩn nó còn cao lắm chị, nó còn phải đẹp như người mẫu cái kiểu, nhưng mà dần dần qua thời gian dần ế dần thì cái tiêu chí nó cũng giảm dần xuống. Cho nên là cái về ngoại hình không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng ở đây là phải biết đối nhân xử thế, với lại nói chung là không có ngoa quá là được. Ngoa là sao? Ngoa tức là động tí là chửi bới người khác đấy. À, hiểu. Rồi, còn em mong muốn tìm một cái người bạn trai, một cái người chồng tương lai của mình như thế nào? Do em thiếu sự quan tâm nên bây giờ em cần một người quan tâm em. Với lại là
chín chắn, chứ đừng có kiểm soát em quá. Có công việc là ổn định rồi đấy. Có yêu cầu về ngoại hình không? Dạ, cao trên mới 65 là được. Cao nhiêu? Chắc thiếu à? Không, em 67, 68. 67, 68 rồi, được. Có gì nữa không? Đừng có hói. Không có hói, nhưng mà hơi đen. Dạ không sao. Không sao phải không? Miền núi mà. Con trai đen đen nó mới đen trai. Rồi, thôi vậy chắc ổn rồi đó. Bây giờ có hình không? Cho chị coi hình hai bạn coi. Rồi, ba cô lựa một cô đi, lựa trúng nha. Tấm hình này chụp hồi nào đây? Bao nhiêu năm rồi? Hồi em đi lính mới được 2 năm chị. 2 năm. 2 năm anh ấy phong sương. Nhận ra anh ấy không? Tại sao đoán là anh đó? Đoán đại. Đoán đại thôi hả? Cô ấy là cô nào? Thôi với cách góc chụp hình thì em nghĩ là cô ở giữa. Bây giờ chị mở cửa trái tim ra nha. Rồi hai bạn nhìn xem hôm nay cái sự phỏng đoán của mình có đúng hay không nè. 1 2 3. Trời ơi. Ủa phải anh đó không? Chị không biết luôn á. Chắc phải. Đây. Em đoán chật rồi chị ơi. Hả? Hỏi cổ đi chứ tôi cũng không biết luôn. Đúng rồi chứ chật gì nữa. Bạn ấy giống bạn bên này, em đoán bên này. Bạn giữa là đúng rồi phải không? Dạ đang. Cho ai hỏi em. Dạ giữa. Đúng rồi. Giữa à? Sao tóc em màu vàng giống bạn bên cạnh? Dạ em ơi. Tóc người ta nhuộm lại. Còn ủa đoán anh này đúng không vậy? Đúng rồi đấy. Ủa vậy hả? Dạ vâng. Hay ha. Rồi chúc mừng hai bạn đã có sự trùng khớp ở cho em xin phép tặng bạn người ấy. Rồi hoa. Qua trái tim luôn. Để anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Gia Lai Đắk Lắk cùng đặc sản. Mình đâu có ngờ bữa nay mình gặp chàng trai cùng miền phải không? À, này chắc tôi nghĩ chàng trai không cần, chắc chị Tường cần hơn quá. Thôi được rồi, vui thôi. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng tư để mình ăn bữa cơm với nhau. Chứ đi chắc sớm giờ cũng đói rồi ha. Ăn một bữa cơm của nhà hàng Indochine. Và chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau. Ít phút thôi nha, không phải cả tiếng đồng hồ đâu. 5 phút thôi, chị Tường sẽ quay lại. Trời ơi, món ăn hấp dẫn quá luôn mà trang trí lại đẹp mắt nữa. Đây là món gà quay xôi chiên của nhà hàng Indochine nha. Vừa ăn, phải vừa tâm sự nha. Làm sao mà được ở lại chơi mấy ngày đưa người ta về đó nha. Tài năng thuộc về chú đó. Thì Tường giới thiệu có gì mà ngoa không? Dạ không chị. Chuẩn đúng không? Dạ. Việc còn lại là ở em. Mời hai em ngon miệng. Em mời anh. Em mời em ăn. Sáng em đi vào đây là em vào lúc 8 giờ à? Em vô lúc 6 giờ sáng anh. 6 giờ sáng hả? Anh ở Đắk Lắk đoạn nào? Anh ở ngay gần cầu 110 đấy em, giáp bên Gia Lai mình á. Chỉ có đi vào thành phố thì nó hơi xa. Em cũng đi Đắk Lắk được mấy lần đi chơi. Em vào đây em dự tính chơi mấy ngày hay là luôn? Em dự tính là chơi 1-2 ngày rồi em mới về. Vậy có thể anh em mình đi chơi với nhau được không nhỉ? Anh hiện đang ở chỗ nào ạ? Anh thì mới vào đây nên anh chưa có chỗ ở cố định. Anh ở với ai? Anh vào đi chơi mà, anh đâu có ở đâu. Anh đi một mình hả? Ừ, anh đi với mẹ nữa. Em thì có người quen ở đây không? Dạ em cũng có bạn ở đây nhưng mà em cũng chỉ vô ở một mình thôi, chứ em không ở với bạn. À. Nhà anh có bao nhiêu người? À, nhà anh có 5 người, bố mẹ với lại dưới anh còn 2 em nữa. Thế là chắc anh suốt ngày bị hối lấy vợ. À đúng rồi đấy em. Bố mẹ hối anh hoài ấy mà. Thế nhà em có bao nhiêu người? Nhà em đông lắm anh. Đông lắm hả? Em một tập đoàn luôn. Một tập đoàn là bao nhiêu? Ngũ Long công chúa. Ngũ Long là 5 cô. Dạ. Với lại 2 trai. 2 trai luôn hả? Thế em là thứ mấy? Dạ em gái Út anh. Mẹ Út hả? Dạ, nhà em có gia đình hết rồi, còn có mình em á. À thế chắc em cũng giống anh thôi. Bố mẹ giống dục không. Đúng không? Bố mẹ em không có dục. Bố mẹ em kêu kệ luôn, quan tâm nữa. Ờ giờ đến mức độ không quan tâm luôn hả? Dạ. Thế nữa xong anh có thể mời em đi đâu đó chơi được không? Dạ. Anh dự định bây giờ mới cưới? Sớm được thì cưới trong năm nay. Nhưng mà nếu mà ví dụ như em ở Gia Lai, em vẫn làm việc Gia Lai thì thế nào? Cưới nhau về em vẫn làm bên Gia Lai. Ý là bây giờ hiện tại công việc của em là đang ở Gia Lai. Ờ thì em làm công việc bên Gia Lai thì anh vẫn sẽ hỗ trợ em ở bên Gia Lai. Cùng lắm thì anh sang ở với em. Anh chuyển công việc với em hả? Ừ, công việc của anh thì nói chung là công việc tư nhân mà em. Việc mình làm chủ thì mình làm ở đâu cũng được thôi. Nếu quen nhau thì một tháng mình gặp mấy lần? Anh nghĩ một tuần mình nên gặp nhau một lần. Anh có sắp xếp được không nhỉ? Được mà. Công việc của anh thì cũng không có phải là gò bó, ép gì đâu. Nhưng mà nếu như muốn đi thì có thể một tuần mình nghỉ một ngày mình đi được. Công việc của em thì cũng hơi bận. Nghĩa là lúc thì cũng bận mà lúc thì rảnh. Nhưng mà hiện tại thời gian này thì hơi bận một xíu. Nghĩa là em sắp xếp lắm em mới nghỉ được 1-2 ngày. À. Có nhiều khi sợ cuối tuần có khi anh lên, có khi em cũng không có rảnh được luôn. Chỉ cần em bảo ngày mai em nghỉ hoặc ngày mốt em nghỉ anh sẽ có mặt. Nói chung anh sẽ có mặt lúc em cần. Em có hay phải đi làm xa không?
Em thì đa số là chỉ làm ở trong tỉnh thôi anh, với lại đi các huyện chứ không có đi đâu xa hết. Nhưng mà Gia Lai em không biết đường, sao đến gì chỉ đường anh nhé. Dạ, em cũng hơi dở đường một xíu nhưng mà chắc chị cũng vừa má. À, lần này em đi có bố mẹ đi theo không? Dạ em đi một mình. Đi một mình thôi hả? Em nhìn anh em có thấy anh thế nào? Em thấy anh cũng vừa, nghĩa là cũng không mập cũng không có. Anh sợ người ta chê anh gầy? Em lại thích người gầy hơn. Mà như anh là được rồi. Em nấu ăn ngon đúng không? Dạ. Thế nào nấu cho anh ăn? Mà em ăn cay lắm, anh ăn được cay không? Được cay anh được ăn được hết. Nhưng mà em không có ghen, nên em cũng muốn người yêu của mình đừng có ghen quá. Anh thì không có ghen nhiều đâu em. Tình yêu nó thuộc về bên cảm nhận của đối phương. Nếu như mà đối phương không yêu mình có thể tự cảm nhận được. Nghĩa là em muốn cả hai tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, tin tưởng là được. Đối với em là tin tưởng, chứ đừng có kiểm soát hay là đi đâu làm gì hoài. Tại vì cái nghề của em nghệ sĩ nó hơi nhạy cảm. Thế là đi đâu cũng được mà hỏi đi đâu, đi với ai, chụp hình qua coi đi với ai rồi đó là em. Anh không có tính đó thôi em. Dạ. Tí nữa anh sẽ giới thiệu em với mẹ. Anh đi với mẹ thôi. Đúng rồi, anh đi với mẹ. Mẹ anh cũng thương anh ấy nhá. Đi theo hỗ trợ. Ồ, có mẹ đi theo hả? Dạ. Nay có mẹ đi theo hả? Dạ vâng, có mẹ rồi. Đi theo. Nhà có mấy anh chị em? Em với ba anh chị em. Ba anh chị em là thứ mấy? Em là con cả chị. Rồi mấy em có chồng có vợ hết chưa? Dạ chưa, mấy em thì nói mà sao anh mà không đi trước thì em không dám đi. Cho nên giờ nhà muốn tống em đi lắm rồi phải không? Dạ vâng ạ. À rồi bây giờ chị mời ba mẹ, mời gia đình của nhà trai vào để mình nghe ý kiến của người lớn nha. Dạ xin mời cô ạ. Trẻ quá, tôi kêu bằng chị nè. Quay qua là tính chào cô, nhưng mà cô trẻ quá thôi, Cát Tường xin phép kêu bằng chị. Kệ vai ai nấy giữ nha cưng nha. Dạ, dạ. Chào chị. Chào chị. À, đi xuống vậy mệt không? Tất cả vì con không có mệt gì hết ạ. Dạ. Rồi hồi nãy cũng có nghe ở đây là con trai chị chia sẻ là cũng muốn lấy vợ lắm rồi, cũng không cần tìm hiểu gì nhiều, miễn mà hợp là lấy. Bây giờ hỏi đích thân mẹ nè, đó giờ mẹ chồng tương lai nè. Ví dụ bây giờ là mình có cái tiêu chí, tiêu chuẩn gì để tìm nàng dâu không chị? Chị thì không có tiêu chuẩn gì hết á. Con yêu ai là chị chấp nhận người đó. Dạ. Xã hội bây giờ là đổi mới rồi, tiên tiến rồi, nhưng không mà, giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà thường thường các bạn trẻ cứ tự nhiên nghe nói từ làm dâu cứ tự nhiên ớn, cứ nghĩ làm dâu là cái gì nó ghê gớm lắm. Bây giờ đó, nè em đứng lên, bây giờ mẹ nói một cái thử cho là làm dâu là như thế nào. Mẹ cũng tặng cho con dâu mới tương lai, mong lại làm con dâu nhé. Bây giờ thì bác xưng bác ạ nhé. Dạ. Bác nói với cháu như thế này, từ nãy thì bác ngồi bác cũng nghe hết rồi. Thật ra mà nói thì cái nghề của cháu thì bác cũng thông cảm không sao cả. Bác cũng rất hay múa. Bác cũng hay múa. Mà chồng bác thì lại cũng rất hay là hay hát. Nghề nào cũng là nghề. Dạ. Nếu mà hai người đứa đến với nhau được thì bác chấp nhận. Bác cũng thấy cháu rất xinh, giờ xinh gái. Trời ơi, quá tuyệt vời. Mẹ nói vậy còn lo lắng gì nữa. Mà bác ấy không có phải là như những người phụ nữ khác đâu. Bác cũng hiểu biết, ra ngoài xã hội bác cũng hiểu biết. Cho nên là bác thông cảm, không có sao cả. Không có phải nghĩ là nghề này, nghề kia. Bác không có nghĩ cái việc đó. Hai đứa biết yêu nhau, hạnh phúc là được. Bác cũng mong được hai đứa là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là bác thấy là cặp đôi này là thấy ổn không? Được, thấy tuyệt vời. Ghép đôi vậy là ổn không? Ok, bên Gia Lai với Đắk Lắc là gần nhau. Nhà bác thì làm dãy bên Gia Lai luôn. Tại bác mua mấy hectare dãy bên Gia Lai. Trên Gia Lai, Đắk Lắc là hầu như là đi liên tục luôn. Như thế là quá ok. Cô biết là khi chương trình sắp xếp là biết Gia Lai với Đắk Lắc hoặc là chỗ nào đó là thường thường người ta cho gần nhau. Nhưng mà như thế là ok rồi, quá tuyệt vời. Cô nhìn thấy nhiều cháu là khi gần nhau địa lý mà không hợp với con người. Đúng rồi. Ở đây phải tìm khó lắm mới được một cặp như vậy, là cũng trai tài gái sắc. Đúng rồi. Nhưng mà giờ hỏi mẹ chút xíu nè, hồi nãy mẹ nói mẹ cũng múa, là mẹ múa làm sao nè? Mẹ là hay múa bên thôn đó. Thôn thôn mà thí dụ người ta biểu diễn những cái ngày mà ngày lễ, ngày hội gì đó là mình diễn múa. Bây giờ ví dụ bây giờ mẹ chồng tương lai với con dâu tương lai mình múa một bài với nhau không nè? Rồi, rồi. Cái đó thì ủa chứ họ múa hồi nào? Có nghĩa là ở thôn á, thôn người ta mà. Hồi xưa hay bây giờ? Bây giờ thì lâu rồi, mấy năm nay là không có múa. Bây giờ múa. Nhưng mà trước đây là hay có múa. Bây giờ nói chung là trước đây là bác rất hay múa đấy, bác là dẫn diễn viên múa ở thôn luôn. Nghe chưa? Thôn mà thí dụ như mà tham gia một cái chương trình múa là bác là người đầu tiên. Nhưng bây giờ hai người đều là diễn viên múa chuyên nghiệp mà bây giờ không có biểu diễn vài đường nét cho chương trình thì thật là không có chuyên nghiệp. Nhưng mà mình cũng là xung phong đầu tiên, coi như bây giờ đây là thôn nè đó, bà con thôn là thôn làng. Đồng ý không con? Nhưng mà bây giờ bác già rồi, hẹn lần sau đi, hẹn đây mai hai mẹ con về múa cùng. Thôi. Nếu mà được làm con dâu tương về hai mẹ con sẽ múa cùng, chắc chắn là sẽ múa cùng trong thôn đó.
Rồi bây giờ là đám cưới là múa. Ok, đám cưới là mẹ chồng và con dâu phải là làm một cái tiết mục múa biểu diễn bà con hai họ. Rồi ok. Rồi ok. nhưng mà nếu mà có đám cưới chắc chắn chị Tường mình có mặt nhá. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn bác chị. Mong cũng được như vậy nhá, hai con cứ bấm nút đi. Nếu trước hết cứ cho nhau một cái cơ hội. Rồi nay mai có gì thì sau cũng không sao cả, nhưng mà cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau cho nó. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị. Rồi chào, chào chị Cát Tường nhé. Dạ, chào dạ. Mọi người nhé. Mẹ vui quá trời luôn à. Sao cưng, nói chuyện với mẹ của nhà bạn trai xong thì có cảm xúc như thế nào? Thấy bác rất là vui tính và dễ tính hả? Ừ, nhiều khi mình cứ nghĩ nghe làm dâu mình sợ. Nhưng không, thật ra bây giờ đơn giản lắm. Dạ, em cũng không có ngại chuyện làm dâu. Ừ, với lại có ông bà đỡ lắm, ông bà còn khỏe là mai mốt mình sinh con giao cho ông bà đỡ. Trời ơi, giao cho ông bà giữ hai chồng đi chơi sướng luôn. Mẹ em thật sự rất là vui tính, dễ tính. Mẹ em bảo, mày mà lấy con dâu về, tao chiều con dâu hơn chiều mày. Rồi, bây giờ chơi trò chơi. Mỗi người bóc một lá coi chương trình ghi gì trong này. Mình thực hiện yêu cầu trong chương trình cho nó vui. Có khó quá không chị? Ai biết đâu, em đọc trước đi, đầu tiên đó. Giả sử lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, em gái của bạn trai gây khó dễ, bạn sẽ làm gì để thu phục em gái của người yêu? Thu phục nghe ghê quá. Ôi không, bây giờ về đó, con trưởng bây giờ về nhà ảnh, dẫn về nhà chơi ra mắt, mà bây giờ cứ em của ảnh không có thích em đó, bây giờ em sẽ làm sao? Em phải tìm hiểu trước là em của ảnh thích cái gì. Nào, ví dụ như thích ăn uống vặt hay là thích đi đâu đi đó, mua sắm này kia thì mình dụ. Dụ. Trời ơi, dùng từ dụ nghe dễ thương nghe vậy đó. Đúng rồi, dụ chứ thu phục ghê ghê quá ha. Mình đánh vô cái tâm lý đúng không? Là từ cái trái tim mình thật lòng mình quan tâm người ta thì trước sau gì mình có làm gì đâu mà ghét, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu lúc đó em gái, giờ em dẫn bạn gái em về mà giờ em của em ở nhà nó nói thôi em không chịu chị đó đâu. Nhìn chị đó thấy ghét quá, nhìn chị đó chảnh quá. Đấy, rồi em xử trí thì sao? Nhà em trên nói dính nghe. Nói là em đang nghe à. Ghê, không ghê. Có chế độ em mà chê chị dâu này nọ, không có. Trường hợp đấy chắc chắn sẽ không có nên em không biết sẽ, nếu như có thì... Nếu mà có thì em làm sao? Có thì em nạt. Em nạt? Dạ. Em nói phải nghe. À, cũng vậy là có máu gia trưởng nha. Có máu gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không có, nhưng mà nói chung các em ở nhà thì thường thường em nói là đều nghe hết, không ai cãi. Hai đứa em là nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi? Một đứa em sinh năm 92, nhỏ hơn 2 tuổi, và một đứa em thì sinh năm 2006. Là con trai hay con gái? Là con trai hết. Hai thằng trai hết. Ôi, con trai dễ lắm. Không trai có gì hết trơn, con trai dễ ẹt hả? Mấy đứa con trai dễ thương, như là gặp chị dâu mà đẹp đẹp xinh xinh nữa, mắc gì không quý đúng không em? Rồi tới phiên em. Câu nói lãng mạn nhất bạn trai từng nói với người yêu là gì? Nói thiệt nha, cái miệng ông cũng điêu lắm á. Em thực sự không phải là người lãng mạn. Nói bạn gái thì câu lãng mạn nhất thì em từng nói là anh yêu em thôi, chứ còn chưa có nói cái gì là lãng mạn hết. Anh yêu em thì ai chẳng nói, yêu nhau ai không nói. Có một cái gì đó hứa hẹn, hay một cái gì đó nó bay bổng, hay một cái gì đó một lúc cảm xúc nó dâng trào á. Thế thì chưa từng nói. Chưa từng nói. Bây giờ em thử suy nghĩ coi, nếu bây giờ hai đứa yêu nhau bây giờ nè, em nhìn cô gái trước mặt coi thấy ổn không? Dạ ổn chị. Thì nếu bây giờ trường hợp mà yêu nhau nè, thôi bây giờ mình nói một câu nhìn nhau đi, 30 giây ăn thua người ta có bấm nút với mình hay không là cái lúc này nè. Một câu nói gì đó nó chân thành, nó lãng mạn, thuyết phục cô ấy bấm nút với mình. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em và chiếm lấy tình cảm của em hơn những gì những người khác đã làm cho em, để em phải thất vọng. Và anh sẽ chăm lo hạnh phúc cho em. Câu đó có lãng mạn không em? Em chỉ có một người chăm lo cho em, thương em là được. Chị thấy câu nói thì hay rồi đó. Còn từ câu nói đến thực hành thì nó còn một quá trình. Em có nắm bắt cái cơ hội này không là tùy em. Cảm nhận của em ngày hôm nay khi đến với chương trình? Em thấy bạn nam bên kia cũng vui tính, cũng chững chạc, nói chung thật thà. Bác gái cũng vui, là em thấy nói chung là mình có mẹ chồng tương lai mà dễ chịu là mình ok đầu tiên đã. Rồi bạn nam thấy, bạn nam nãy giờ nói cũng rất là chân thành. Cảm ơn hai em, đó là những lời chia sẻ rất là thật lòng. Thì bây giờ là hết thời gian để tâm sự rồi. Nếu tụi em nắm bắt cái cơ hội này thì tụi em sẽ còn một chặng đường phía sau để tìm hiểu nhau. Quan trọng là giây phút này mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Chương trình chỉ cho mình cái cơ hội có nhận lấy hay không, đó là quyền của mình nha. Mời hai em đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 Cảm ơn hai em, mời qua đây ạ. Chúng ta chỉ cần đến thứ hai thôi nhé, nhanh gọn lẹ. Chị thấy rõ ràng hôm nay chương trình đã lựa chọn cặp đôi ở bên ngoài rất là thương thích. Hôm nay chị thấy rõ ràng là hai bạn có nhiều sự trùng khớp.
Nhưng mà vẫn quan trọng là con đường ở phía trước nha. Bây giờ cái bấm nút này chỉ mới là cái sự bắt đầu. Còn đi được với nhau bao nhiêu là tùy ở hai em. Mỗi người phải cố gắng một chút xíu. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau trong chương trình ngày hôm nay. Gửi tặng cho em gái, đây là một món quà làm đẹp của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim trước khi đi về Đắk Lắk, Gia Lai. Đi coi phim trước rồi đã. Dạ vâng. Em phải đi xem phim với bạn gái. Đi xem phim với bạn gái em rồi. Yeah. Kính thưa quý vị, và bắt đầu cho công việc của ông Mai và Mối ngày hôm nay, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nhân vật nam của chương trình. Rồi, chào hai bạn. Rồi, vào vị trí của mình ngồi nha. Quá trời luôn. Rồi giờ một tràng pháo tay để đón mừng hai bạn nữ. Hai bạn gái của tôi. Rất trẻ trung, rất năng động. Ổn định vị trí rồi Tường ơi. Các bạn nữ của em rất là trẻ trung và năng động. Chúng ta phải nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của bạn trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Em tên gì? Em tên là Trần Lê Cường. Trần Lê Cường. Dạ. Hiện tại thì em 32 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Là từ Bình Phước xuống đây tham gia chương trình phải không? Dạ đúng rồi, em đi từ 3 giờ sáng. Đi từ 3 giờ sáng? Dạ. Rồi hôm nay là về luôn, hôm nay ở lại chơi? Dạ, hôm nay đi thì đi là phải dắt bạn gái về chị. Dắt bạn gái về chị. Trời ơi, ở đâu mà dắt về liền, mới quen sao ta chịu đi về Bình Phước với mình liền. Không phải từ từ ở đây chơi với người ta mấy bữa rồi người ta mới đi theo mình chứ. Đúng không? Rồi bây giờ Cường là làm công việc gì Cường? Dạ hiện tại thì em là thạc sĩ kỹ sư năng lượng tái tạo. Ở đâu mà có nắng có gió là có em. Năng lượng tái tạo là làm năng lượng mặt trời á phải không? Dạ đúng rồi, năng lượng mặt trời với năng lượng gió. Mình làm ngành này lâu chưa? Học trong trường và làm rất lâu rồi chị. Có mở công ty riêng về cái lĩnh vực này. Vừa thạc sĩ mà vừa học bài bản làm một chuyên môn. Dạ. Mà có công ty riêng. Dạ. Chắc là thu nhập cũng ổn định đúng không em? Dạ cũng ok chị. Ok ha. Dạ. Đó, tôi khoái hai cái từ ok đó, làm cho bạn gái chúng ta sẽ cảm thấy phấn chấn tinh thần lên rất là nhiều. Dạ. Rồi, thế còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chịu khó, có rất là cầu tiến. Luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Trời ghê. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Còn dạ. Cái gì điểm yếu mình? Điểm yếu của em thì em ít nói, cũng cũng không nói được nhiều. Thú vị kỳ á. Cũng được lắm mà. Dạ. Em thì cũng không có khiếu về âm nhạc, nhưng mà em biết làm thơ. Rồi, đó là một vài thông tin của chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Cường đã giới thiệu rồi, bây giờ cô gái ngồi ghế màu xanh nè. Em giới thiệu về mình đi. Thì em tên là Cẩm Hiếu, em sinh năm 1995. Hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực media. Ngoài ra thì em có làm MC và làm voice talent nữa. Wow, quá trời nghề vậy. Dạ chị em nhiều nghề lắm. Bây giờ em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Quê em thì ở Tây Ninh ạ. Ưu điểm và nhược điểm của em là gì nè? Ưu điểm hả? Em thấy thì mọi người thường hay nhận xét em là khá là tự tin. Khá tự tin. Rồi một chút sáng tạo nè, có khả năng thích nghi rất là nhanh. Điểm yếu là gì ta? Thông thường thì em không có kiểm soát được cái giọng nói của mình khi mà tâm trạng của em không có được vui. Wow. Cái đó là mọi người hay nhận xét về em như vậy. Tại vì khi mà em không có hài lòng cái gì đó, hoặc là khi em không có vui cái chuyện gì đó, thì em nói chuyện em cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà mọi người nói là sao lúc nãy mày cọc dữ vậy. Em nói là không có cọc. Xong rồi những lần sau thì những lúc em dạy mọi người quay video lại cho em coi, xong em mới ôi nhỏ này kỳ ghê. Thì em mới nhận ra là những cái lúc mà em không vui thì cái tông giọng của em nó hơi khác bình thường một chút. Nếu mà xét về chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con. Có hai con. Cái gì? Dạ hai con mèo. Hai con mèo. Trời ơi trời ơi. Cho nên là sao còn trẻ mà trẻ cao vậy chứ. Em xin không biết nhấn nhá mà. Có hai con mèo cho nên là em đi đâu em cũng nghĩ về hai con mèo hết á. Hai con mèo em tên gì? Dạ một con tên là Bô, một con tên là Bu. Em đi chơi hoặc là em đi đâu đó em cũng tranh thủ lẹ lẹ để em về coi hai con mèo của em có ổn không. Cái đó điểm yếu em hả? Dạ đó là điểm mạnh của em, yêu thương động vật. Nhưng bởi vì yêu thương động vật cho nên là em không có dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Và rồi đó bây là giờ thí dụ như có bạn trai, hôm nay có bạn trai rồi thì thời gian nào dành cho bạn trai? Vẫn có thời gian chị. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng mình cũng đi ra đường đi chơi rồi này kia. Thì em và bạn trai có thể ở nhà chơi, nấu ăn. Em chơi nấu ăn mèo luôn. Đúng rồi. Ví dụ như có bạn trai thì là bạn trai sẽ nhỉnh hơn con Bô, con Bu, hay là con Bô, con Bu và bạn trai em bằng nhau hết?
tình thương thế cái nào? Đó là sẽ về thời gian anh à. Thời gian ban đầu thì chắc chắn là sẽ không thể nào bằng hai con mèo đã sống chung với nhau. Trời ơi, căng rồi. Chị này hơi căng căng rồi, phải phải vượt qua hai cái cửa ải nha. Đẹp trai cao ráo của tôi mà không bằng hai con mèo ở nhà là chết rồi. Trời ơi, thôi được rồi, để đó đi, từ từ tính hai con mèo nha. Bạn nói quá coi chừng người ta qua ta trộm mất hai con mèo đó. Bạn đúng không? Rồi, bây giờ chàng trai ở ghế màu đỏ, em giới thiệu nè. Em tên là Quỳnh Hữu Hùng, em sinh năm 1994, quê em ở Bến Tre. Hiện tại công việc của em là diễn viên tự do và là huấn luyện viên võ thuật. À, võ thuật là võ gì, môn gì? Môn võ cổ truyền, Muay Thái, kickboxing. Cái đó là do gia đình mình là có truyền thống cái nghề đó hay là mình đam mê rồi mình đi học? Dạ không, gia đình em không có truyền thống nên em tự học. Em tự học? Dạ. À, rồi bây giờ là mình đi có đi dạy võ hả? Dạ. Dạy ở đâu? Em dạy ở Bến Tre. Ủa gì, làm diễn viên ở Sài Gòn rồi đi dạy võ ở Bến Tre? Dạ, có nghĩa là những lúc này mới đi phim thường thôi, còn lúc trước thì thỉnh thoảng thời gian rảnh thì mới đi phim. À, có đi phim thì chạy lên trên đây, còn không dạ. đi phim thì về Bến Tre. Dạ. Nếu vậy thì lên Sài Gòn thì mình ở đâu? Dạ, em ở quận 7, Quỳnh Tân Phát. Trời ơi, điểm mạnh yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em á là kén ăn, không có hay lắm. Dù như em không ăn được mỡ da. Rồi điểm mạnh của em thì về những cái công việc của em mà em yêu thích. À, điểm mạnh là việc mình yêu thích, còn ngoài dạ. cái việc mình yêu thích là yếu hết. Cũng được thôi. Cũng được thôi. Có vẻ hiền lành. Hiền. À, cô gái mà ghế màu đỏ hay giới thiệu mình đi nè. Em tên là Nguyễn Phương Vi. Phương Vi. À, em sinh năm 2002. Em thì hiện tại đang là sinh viên bảo lưu Văn Lang ngành thiết kế mỹ thuật số và học thêm song song một trường kỹ xảo điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em có làm bên cộng tác viên bên trường kỹ xảo điện ảnh của em. Ừ. Với lại là em đang xin thực tập ở một studio về game trên thành phố. À, vừa học vừa làm đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê quán của em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Với chị luôn. Trời ơi, đồng môn. Dạ. Thế mạnh và thiếu em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là thích vẽ. Em cũng thích đọc sách, kiểu em khá là khó tính trong công việc. Nhưng mà đó cũng là điểm yếu của em luôn. Tại kiểu làm việc nhóm, khi mà em làm nhóm trưởng thì cũng có vài bạn nói kiểu em khá là khó tính kiểu vậy. À, thì công việc thì mình phải là trau chuốt cho công việc của mình thì mình mới dạ. khó đúng không? Dạ. Cái điểm yếu của em đó chính là cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc. Mặc dù em không có ý gì hết, nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc. Và thậm chí đâu là... Đâu em làm mặt vui cho anh coi. Đó, nhìn vui mà, đâu gì đâu cọc. Tại em chưa có niềng xong nên là em bị ngại ấy. Em rất là ít cười cái lúc mà em làm việc em cứ kiểu ai. Quay trở lại với tình chuyện tình trường ha. Vì mình tình sẽ bắt đầu nào? Tiếp tục từ anh chàng ở ghế màu xanh. Rồi tình trường của em thì sao? À, trải qua mấy mối tình rồi em? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì sinh viên. Cái đó thì không tính. Dạ, mối tình thứ hai thì quen được 6 năm rưỡi. Gần cưới thì họ đi theo người khác. 6 năm rưỡi? Dạ. Mà gần cưới họ đi theo người khác? Dạ, chắc là say nắng chị. Em biết không, trước đó có biểu hiện gì trước đó rồi gọi là để cho mình đánh động mình chưa? Dạ, thì biểu hiện thì cũng ít quan tâm, ít nhắn tin. Bạn đó ở Sài Gòn, còn em thì làm việc ở Bình Phước. Nên là nó cũng hơi xa nên là nó nhiều khi cũng xa mặt cách lòng. Dạ, ha. Xa mặt cách lòng. Dạ. Cuối cùng là người ta tự nói cho em biết hay là em phát hiện cái gì hay như thế nào? Đến cao trào á thì mình mới tìm hiểu ra. Thì biết là người ta đã say nắng một người khác. Dạ. Thì cũng có níu kéo, cũng nói chuyện rất là nhiều, như thuyết phục, nhưng mà không thể. À, câu chuyện này cách đây lâu chưa? Cách đây cũng hơn một năm chị. Nhưng bây giờ có còn nhớ cổ, còn thương cổ không? Dạ, nếu mà nhớ thì em không lên đây chị. À, nữ đâu nói là đương nhiên phải nhớ là chết luôn à. Là coi như một năm nay là chưa có mối tình nào thế khác hết. Dạ, đang ế chị ơi. Vẫn đang ế. Dạ. Đồng ý. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? À, 0.5 truyền thống. À, 1/2 hiện đại chị. Ghê vậy? Thông số quá vậy? Dạ. Có những thông số phức tạp quá. Thông số phức tạp. Tôi được không ạ? 0.5 truyền thống mà 1/2 hiện đại. Dạ. Thì tôi nói 50-50 đi cho nó rồi. Ông muốn chơi chữ với tôi, gặp tôi dốt toán nữa. Vậy là ở trên mặc áo dài với mặc quần hip hop. Chắc vậy á. Dạ, không đến nổi vậy đâu. Chủ là liên quan đến tính cách thôi. Dạ. Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Dễ thương là được. Dạ. Có cần cao, cân nặng đồ không? À, chiều cao 1m55 trở lên. 55 trở em lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m72. Dạ. Chuẩn ha. Rồi, ok. Em phải tâm sự gì dạ. của em sao nè? Cũng rất là tình cờ là tới bây giờ em cũng chỉ có một mối tình thôi. Vẫn một mối tình duy nhất dắt dài. Và mối tình đó cũng kéo dài 6 năm. Vì sao hai người chia tay? Hồi đó hai đứa chỉ đến với nhau là nói chuyện với nhau vui.
và nó học giỏi bạn chỉ mình. Còn sau này thì hai đứa dần dần có những cái suy nghĩ khác nhau và đi hai cái con đường khác nhau. Và em thấy là dần dần em và bạn trai cũ của em á, giống như một cái hình chữ V luôn và không có đường quay lại. À, những khoảng cách. Và ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Rồi bạn ấy có níu kéo gì không? Dạ có chứ. À. Có níu kéo rất nhiều nhưng mà em quyết tâm. Em có ngại yêu xa không? Dạ có. Tại vì hồi trước khi mà em quen bạn trai cũ của em á thì hai đứa cũng yêu xa. Tại vì lúc em học lớp 10 là anh học lớp 12, xong sau đó anh lên đại học là bắt đầu yêu xa rồi đó anh. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì thích em, yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Cho nên là em cảm giác là em không thể yêu xa được. Em là năm nay nhiêu tuổi? 95 dạ, em 26 chị. 26 rồi muốn khi nào lấy chồng? Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em dời deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè. Em vẫn chưa có bồ luôn. Thì em dời deadline tiếp là tầm khoảng năm 29-30. Thì thí dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao? Nếu mà có bồ thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và ý là tìm hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn. Dạ đúng rồi. À, chốt đơn luôn đúng tại không? Tại vì gia đình cũng đã rất là hối rồi. Nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp, nó quá gấp gáp. Dạ. Nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng không? Dạ, đúng rồi, để vậy cho người ta yên tâm. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhiều khi cái người ta xa xa chút mà người ta đầy đủ điều kiện, người ta tốt thì tuy xa mà gần. Có nghĩa là mình sẽ tranh thủ mình rút ngắn cái thời gian mình tìm hiểu lại, mình về chung một nhà thì mình đỡ yêu xa. Về nhưng từ từ tìm hiểu tiếp, vừa yêu vừa tìm. Những cái mẫu người là thế nào nè? Con gái yêu bằng tay mà anh. Con gái yêu cho bằng lỗ tai. Cho nên là với em thì ngoại hình nó chỉ là cái thứ chính thôi. Em cực kỳ bị thu hút bởi một bạn nam có một cái chất giọng hay, trầm và điềm tĩnh. Tại vì hai cái đó là hai cái em không có. Bình thường nói chuyện rất là nhanh, vẽ lúc nào cũng nho nhoi á. Bây giờ là phải tập luyện hai chàng trai mà em phải nói tiếng mèo. Có chị thấy là có một người rồi đó. Sai gần ăn thua trong lòng mình, trong trái tim của mình. Sự chân thật mới là đáng quý đúng không? Bây giờ nó cũng có nhiều cái công nghệ rồi thật. Có điều kiện thì hồi xưa em sắp xếp là sao? Vì đó là em mới còn đi học, em còn ăn tiền gia đình. Dạ. Đúng không? Bạn trai em đi làm cũng còn chưa có gọi là kinh tế ổn định. Thì đâm ra xa mà nó xa luôn. Còn nếu như bây giờ mình đã chủ động được cái đời sống của mình, nhất là những cái người chồng mà, người bạn trai mà chủ động được kinh tế, người ta có điều kiện, người ta đi lại thăm nom em thì nói chuyện tuy xa nó cũng sẽ là gần. Hai bạn bên đây tôi có nói thể gì được không? Được chị. Có thể kêu meo meo giùm tiếng được không ạ? Meo. Nào kêu đi, em kêu thử. Meo. Đó, dễ thương quá, con mèo dễ thương. Em kêu meo meo thử coi. Meo meo. Meo meo. Trời ơi, có hai con mèo em vẫn ngon quá đi thôi. Trời ơi, tình yêu gì ghét bắt người ta làm mèo luôn à. Chàng trai ở cái đỏ nha, tình trường của em sao? Em có một mối tình sôi động lúc năm 2015 mà cái lúc đó là em vừa lập nghiệp. Thì em không có mà có thời gian để mà bên cạnh người ta nhiều. Mối tình thì kéo dài cũng một năm mấy. Một năm mấy? Dạ. Rồi ai chia tay? Nói chung là hồi lúc đó thì từ từ xa nhau. Cũng có nói và bạn kia nói chứ. Bạn kia nói. Rồi em có níu kéo gì không? Là em đồng ý luôn, chia tay luôn? Cũng có, nhưng hồi đó thì cũng muộn. Rồi, còn mối tình sao? Dạ cũng vài tháng rồi chị, tầm 2-3 tháng. Em phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao để mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau chứ. Chung thì những cái bạn đó thì không có chững chạc, không có lập trường á. Có nghĩa là cái tính thì cũng kiểu như là gọi là con nít mà quá đáng á. Cái đụng cái thì chia tay, đụng cái thì chia tay. Mệt ha. Dạ đúng rồi, mệt lắm. Giờ cũng dỗi đồ này kia hoài mà không có tìm. Là mình ảnh hưởng tới công việc của mình rất là nhiều. Mẫu người lý tưởng. Dạ mẫu người lý tưởng thì đối với em thì chỉ là dễ nhìn, dễ thương, thì hiểu chuyện, chững chạc. Duyên bạn sao nè, chị tình duyên bạn sao? Mối tình chính thức thì 4 mối tình nhưng mà 4 mối tình? Wow, 19 tuổi 4 mối tình. Nhưng mà thật chất thì chỉ là 2 mối tình thôi. Mấy kia là gió thoảng mây bay thôi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu luôn. Là khi mà em học lớp 11 và anh ấy học lớp 12. Rồi lúc mà khi mà anh ấy lên đại học thì bắt đầu có khoảng cách. Em cũng giống chị Hiếu là em rất là sợ yêu xa. Rồi ai nói lời chia tay? Dạ, ảnh là người nói lời chia tay. Là ảnh nói bận học quá ha. Để anh tập trung học, không có lo lắng chuyện tình yêu nữa. Dạ. Là mối tình đó bao nhiêu lâu? 1.5 năm. Mẫu người lý tưởng em là gì? Do em cao 1m52 thôi. Nên là em muốn cải thiện. Nên em muốn khoảng một người khoảng 1m7. Trời, là muốn là 1m7 chứ. Tính tình
chững chạc với trưởng thành, đôi khi mấy bạn bảo em già trước tuổi. Ok, dễ ẹt có luôn. Nhưng mà trước khi cho mấy bạn coi mặt nhau thì bây giờ cùng hỏi ý kiến của người thân. Người thân ở bên dưới ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. À rồi, bây giờ xin chào anh trai bên kia nha. À, mình là đi theo ủng hộ ai vậy anh? Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Bà Đạt và cùng hai em gái tham dự chương trình. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là anh rể của em Cường. Dạ. Cường, ngồi ghế xanh. Cường. Dạ. Còn đây là cháu của Cường, con trai. Dạ. Tôi. Hôm nay tôi đi là gánh vác trách nhiệm cho ông già vợ, gãi gắm. Dạ. Dạ. Mà đi hôm nay làm sao kiếm được một gì đó để về báo tin vui. Dạ. Cho ông bà già vợ vui. Thì nói chung hai cô bé đây rất là hiện đại, trẻ mà vừa tri thức nữa. Nên xét về góc độ tôi thấy cũng rất là... ok. Chỉ cho em mình được chọn cô thôi thì mình thấy cô nào phù hợp. Cái này hơi khó nha. Hơi khó. Bây giờ cho con trai. Con thấy cô ghế màu xanh với ghế màu đỏ. Con trời. Thích cô nào? Con trả lời thầy ba đi. Dạ cô xanh. Cô ghế màu xanh. Tại sao con thích cô gái màu xanh? Vì con này nó hợp. Con nghĩ vậy thôi. Cháu góp ý cho. Cô ghế màu xanh thì thấy nó hợp. Cảm ơn con. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Đạt. Rồi. Dạ em tên Quý, em bạn của Phụng. Bữa nay thấy hai bạn nữ ở đây rồi góp ý cho người bạn cùng tiếng của mình chứ. Áo xanh nè. Áo xanh. Ghế xanh, ghế xanh. Vẫn là ghế. Vì ghế xanh đúng không? Dạ tại vì em thấy cái lứa tuổi á cũng xem xét với bạn của em. Rồi cảm ơn Quý. Rồi chào em. Em tự giới thiệu, em tên là Minh Phúc và hiện đang là bạn của cô gái bên ghế màu đỏ ạ. Ghế đỏ. Rồi. Cũng do em rủ ái nữ của em lên. Để rủ ái nữ hả? Để sao, kiếm sao cho kêu bằng ái nữ kỳ vậy? Ái nữ là bạn em hả? Tại sao kêu bằng ái nữ? Tại vì nó thường hay pha trò với em, với lại em cũng hay mến nó. Nên em thường hay gọi như vậy. Có tính nghệ thuật cao thì em nghĩ là bạn ngồi ghế màu đỏ sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà do là khoảng cách về tuổi tác và cũng như là cái công việc thì em sợ là sẽ không phù hợp được. Em chỉ khuyên ái nữ của em vậy thôi. Còn tùy thuộc vào ý kiến của ái nữ. Ok, cảm ơn em. Rồi. Thấy rất là rõ ràng, dứt khoát, ngắn gọn. Bây giờ khó lắm. Tại nói vì gì nữa, bây giờ phải... ai nữ còn nhỏ quá, ai nữ chưa muốn lấy chồng nên làm cho ở dưới người thân cũng rất là hoang mang. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Cười đi ai nữ ơi, cười tươi lên con, cười tươi lên. Chào em. Chào em, chào hai em. Em tặng quà. Tặng đi chứ. Quà Bình Phước nha, quà Bình Phước nha. Đó. Cao 1m72 đó nha. Đó. Em tặng anh cũng tặng kìa, tặng kìa. Tặng. Cảm ơn em. Dạ. Em có quà cho anh chị. Có quà cho anh chị nữa hả? Rồi, đợi đợi cảm ơn em. Đâu, quà cho anh chị đâu? Chu đáo quá, ai cũng có quà hết trơn. Trời ơi, quà đặc sản Bình Phước. Rồi, chị cảm ơn nha. Wow. Rất luôn, thôi cảm ơn em nhiều. Bình Phước là hộp đều nha quý vị. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, quá trời quà luôn. Em cũng có quà. Em có quà, rồi em tặng đi. Nói là em rất là thích vẻ, nên là tối hôm qua em không ngủ. Wow. Em thức cả đêm em vẽ. Quà. Wow. Em ơi. Chị thấy rồi, chị thấy đẹp quá. Trời ơi, Tường ơi. Trời ơi, vẽ chị Cát Tường nè. Đâu vì Tường đâu. Em Nguyễn Phương Vi thân tặng diễn viên Cát Tường. Trời ơi, em đưa rồi. Đâu đưa quay đây nè, chị đâu. Trời ơi, đưa quá trời luôn nè. Trời, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Em thấy là tuy là quà hơi trẻ con nhưng mà do là em là dân mỹ thuật nên là em mong rằng cái hộp màu này có thể tô màu cuộc sống của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Nó dễ thương chứ sợ. Mình cũng có phần quà cho hai bạn. Thì tặng bạn màu hồng đi. Tặng bạn. Quà chứ nó có ý nghĩa riêng hết trơn nha. Ngồi đi rồi bây giờ mình biết khai thác nè. Qua đưa quà mà còn nhấn mạnh này màu hồng. Ủa màu hồng với màu xanh khác nhau hả em? Dạ màu hồng với màu xanh khác nhau xíu. Khác chỗ nào? Nhưng mà màu hồng thì...
nó về tình cảm một xíu. À, màu hồng là nói về tình cảm một chút xíu. Rồi, coi coi bé. Khui đi, khui đi. Kìa, em cứ khui tự nhiên. Đó, em cứ khui đi, anh cho khui kìa. Coi có sách tựa gì nè, đọc lên nói nghe nè. Nói hơi kỹ ha. Đây, của em. Dạ, 99 bài học giành chiến thắng trong công việc. Tại vì hai cuốn nó đều như nhau cho nên tặng cho hai bạn để mà giúp ích cho cuộc sống và công việc của hai bạn hơn. Vậy là chỉ gói cái màu hồng với cái màu xanh ở ngoài cho nó khác chút, nhẹ nhàng chút vậy thôi đó hả? Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, bây giờ qua tới anh này. Sao vậy anh? Sao tặng một bên là bó hoa, bên miếng quà nó có ý nghĩa gì không Tư? Đặc sản của Bình Phước. Đúng rồi, đặc sản Bình Phước là đúng rồi đó. Trời, tiếc quá em không mang đặc sản Tây Ninh luôn. Muối hả? Dạ, muối tôm. Tôm, muối tôm. À, em gái cái xanh cảm nhận như thế nào rồi khi dạ. Quà của anh ấy? Dạ, đầu tiên là em cảm ơn anh vì một bó hoa rất là đẹp. Và thứ hai nữa là hôm nay em tới chương trình hơi vội á, cho nên là em chưa có chuẩn bị quà kịp cho hai bạn. Cho nên là bây giờ em sẽ chắc là dùng lời ca tiếng hát đi. Tặng quà cho hai bạn đi chứ. Rồi, mời em. Quà nó ngại quá. Em sẽ hát một đoạn nhỏ để tặng cho hai anh. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại nhau không. Và thế là em đã biết nhớ thương, tình chút nhẹ nhàng vì đó vẫn vương. Anh tên là gì thế cho em làm quen nhé, mong hai ta cùng chung lối về. Tình bước nhẹ nhàng mình đến với nhau, chẳng có xa là nào giữa chúng ta. Từ giây phút mình tình cờ thấy nhau, trái tim như rung lên. Wow. Em đặt thơ, đặt thơ cơ. Dạ. Thế thì là giờ cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào nè? Dạ rất là hay và rất là sáng. Rất là hay, rất sáng nha. Đọc thơ, xin mời quý vị lắng nghe. Anh xin tặng bài thơ này cho em. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ, em là hoa, em là ngọn cỏ màu xanh. Em quên mất. Đi qua đây cho anh hai chút có chút động lực. Rồi. Anh tặng bài thơ này cho em mà. Riêng tặng cho em, nắm tay nhau rồi đọc đi cho nó dễ. Thuốc nè, bác sĩ ơi. Đó, bắt đầu chữ, bắt đầu chạy nè. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ. Nắng đỏ gì? Là hoa cỏ xinh tươi. Em ơi anh hỏi nhỏ, nhỏ đã mở lòng hay chưa? Anh là nắng, anh là gió, anh là để dành cho em. Có cầm tay, có ca thơ được không quý vị? Có cảm nhận như thế nào? Dạ rất là ấm áp. Nói chuyện với người ta chứ phải là anh gặp em lần đầu tiên gặp em gì đó. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì anh thấy em rất là xinh, rất là năng động. Có 1 phần 2 gì đó chứ không phải 5 gì đâu. Đủ chi tiết cho anh không? Anh thấy em chiếm 100% hiện đại. Vậy là em không đáp ứng được tiêu chí của anh thôi. Nhưng mà anh thấy vấn đề đó cũng không là vấn đề. Anh có thể thay đổi mình của mình. Đúng không? Dạ, cảm ơn mình thôi, mình thấy rất hay ạ. Rồi, cặp đôi xanh thì đã có phần biểu diễn rất là ấn tượng rồi. Giờ cặp đỏ tính sao đây? Hôm nay thì em cũng đang bị chấn thương cho nên em không có đánh được nhiều. Tưởng đâu vậy? Chỉ dài đòn thôi, tại trong lúc em tập các cái đơ á. Ok, biểu diễn dài đòn chứ mình nói mình võ thuật nha, đâu có tin. Gió không á nha. Đạt không lại có đạt. Đạt có được không? Sao cơ? Thế phần biểu diễn vừa rồi của ảnh như thế nào em gái? Anh làm em nhớ tới ba của em. Ba của em là công an. Ủa vậy hả? Em xin hát bài Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Nàng Thơ, rồi xin mời. Vào được chút nha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Mong mơ tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Như đó thôi ạ. Trời ơi, sao bắt buồn hát buồn so vậy con? Hát thì tới hát cái mặt buồn nghiêu vậy? Tại bài buồn á. Trời ơi, bây giờ mình hát cái gì vui vui chút cho nó không khí lên coi. Cười. Em ngày em đánh rơi nụ cười vào anh,
Có biết sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh. Cái bài nó hay liền chứ bộ. Cười lên là cái bài nó hay liền. À, bé hát câu cái nó cười, bé hát câu cười hát câu cười. Dễ thương. Thôi một tràng pháo tay cho em đó đi. Quá dễ thương rồi ha. Em nghĩ giữa tình yêu với hôn nhân nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu mà vậy giải thích thì hơi dài. Tại vì em sống, em lớn lên ở một gia đình đã ly dị. Thì trước đây có một bé nhắn tin hỏi em là hôn nhân đôi khi là người ta không lấy nhau vì tình cảm. Cái tờ giấy ly dị thì cũng chỉ là hai người thôi, nó không phải là đánh giá hết được. Nên là nói em là hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân, đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Đó, ý kiến của cô bé mới 19 tuổi đó. Chính chắn và hôn nhân. Đấy, thấy ghê chưa? Nhìn quý vị có 2.000 bạc thôi đó. Sao anh trai? Anh lớn nhất trong nhà nè, anh nói thử quan điểm tình yêu. Với em thì tình yêu hôn nhân là phải chân thành, tin tưởng lẫn nhau, vượt qua được khó khăn cuộc sống thì mới lâu bền được. Đối với em thì hoàn cảnh gia đình của em thì cũng như bạn Vi, ba mẹ em ly hôn lúc em 14 tuổi. Đối với em thì khi mà lấy nhau rồi á thì nó sẽ khác hơn tình yêu một xíu, có nghĩa là sẽ bên cạnh mỗi ngày, sẽ quan tâm lo lắng nhiều hơn. Em suy nghĩ là bình thường mình quen nhau nó đã rất là vui rồi, gặp nhau rất là vui, mà mình về ở chung một nhà nữa thì nó còn vui tới cỡ nào. Sao mà mọi người lại nói như vậy? Em nghĩ là sau này với em thì tình yêu và hôn nhân nếu có khác thì nó cũng chỉ khác một chút thôi. Thời gian chúng ta trò chuyện như vậy là cũng đủ rồi. Để mà cảm nhận được nhau thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn. Hôm nay chương trình giống như chị Tường nói lúc đầu ha, mỗi bạn đều có hai cái cơ hội như nhau. Nếu tụi mình là tuổi trẻ, thích thì cứ làm, thích thì cứ chọn, thích thì cứ bấm. Mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra đằng trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 bấm. Hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân, đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì thích em, yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Chỉ là dễ nhìn, dễ thương, thì hiểu chuyện, chững chạc. 0.5 truyền thống, 1/2 hiện đại. Ghê vậy? Thông số gì? Bấm đi ạ. Và hết thời gian. Và chỉ với một người bấm thôi. Ba người còn lại. Ủa nhớ nãy đầu tiên chương trình ba chị em xôm lắm mà Đạt. Thì xôm đó thì bây giờ mình tự viết bản kiểm điểm coi lý do sao vậy. Em cũng không biết nữa, thì đôi khi là họ cảm xúc họ chưa tới. Tại sao em không chọn ai hết, trong khi chị thấy hai chàng trai của chị quá tuyệt vời luôn. Em ngại việc yêu xa một chút. À rồi sao rồi, con không chọn ai hết vậy con? Dạ. Ái nữ. Con cũng ngại việc yêu xa lắm mà. Tại chắc là do ám ảnh từ những việc trước. Con rất là ngại với cái việc mà mình phải quen một người ở xa. Cái con người hứa hẹn nhất quyết là phải đem về Bình Phước, nhất quyết đến chương trình phải dắt một bạn nữ về Bình Phước mà không bấm gì cả. Áp lực ông anh nữa. Ông anh ngồi dưới đổ hồi hộp nữa. Lý do? Cũng một phần là cũng bạn cũng ngại yêu xa. Thì em thấy cái đó cũng là một cái rào cản. Tôn trọng ý kiến của em. Còn chỉ có một mình cũng có bấm nút hang mà người ta không đáp lại thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nghĩ nếu mà hai người đều bấm nút thì trong thời gian này mình cứ tìm hiểu. Còn nếu mà tại vì em nghĩ đơn giản vậy thôi. Nói chung là thích thì mình cứ làm thôi. Duyên chưa tới thì mình chờ cơ hội khác nha. Cơ hội. Dạ. Chị Tường ơi, ngày hôm nay hình như là chủ đề mình xoay quanh về chủ đề yêu xa, thì chị hãy nói một câu công đạo về vấn đề yêu xa. Thật ra yêu xa nó cũng có những cái rất là thú vị. Ví dụ như sẽ có những thời gian nhung nhớ, tôi đã từng yêu xa và tôi đã từng khóc.
Mà cái khóc đó là cái khóc hạnh phúc, khóc nhớ nhung nhưng mà nó hạnh phúc. Khóc để chờ đợi khi mà nhận được cuộc điện thoại của bồ, nhận được một cái món quà từ phương xa. Đúng là rồi. Tự nhiên tôi sẽ vỡ òa và tôi sẽ cảm thấy là rất là hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì bây giờ á, công nghệ thì có cái điện thoại thì vẫn có thể là xem được xuyên không luôn. Hồi xưa là đâu có được. Cho nên quan trọng ở đây không phải là yêu xa hay yêu gần, mà cái suy nghĩ và cái đối phương có đủ tầm để có cho đủ mình tình cảm để cho mình vượt qua những cái trở ngại về địa lý hay không. Đó, thế này đơn giản vậy thôi, không có gì cả nha quý vị. Nói chung là hôm nay là duyên chưa có tới, làm cho bốn bạn đến đây rồi về tay không. Xin lỗi các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc của mình và một cái tình duyên đâu đó nó sẽ đến với mình một cách sớm nhất nha. Tất cả chúng ta vui lên vì còn quá trẻ, lúc nào cũng cười tươi lên cho đẹp nha. Vui nha, phải cười lên đẹp quá chừng luôn. Gửi tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG, không có chứa chất bảo quản. Đây, gửi tặng cho các bạn. Kính thưa các bạn, cặp đôi không thành công thì cũng có đừng lo lắng nha. Bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó chính là gói premium của ứng dụng sẽ ra mắt mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thank you, hẹn gặp lại.